Alo, vâng, xin chào mọi người. Chiều theo yêu cầu của bạn Hạnh Nguyễn, Tuyên Quang, gửi tặng cho người yêu một ca khúc Trèo. Tôi không thích trèo lắm nhưng mà tôi sẽ cố gắng để đáp ứng yêu cầu của bạn. Với lời chúc, chúc em luôn xinh tươi, hạnh phúc. Sau đây chúng ta sẽ gửi đến một cái ca khúc Trèo ở trong cái vở Lưu Bình Dương Lễ, Quân Tử Vô Địch. Mời các quý vị, anh chị cùng đón nghe. Châu Long làng ơi, tạm biệt nàng, ta có vật này trao tặng. Đây là tấm gương tư mã của Từ Thân, để ngày ngày nàng vẫn tóc soi gương. Tưởng như ta vẫn soi chung với nàng. Thiếp xin giữ lòng thiếp như tấm gương này sáng mãi không mờ chút bụi. Em ơi, chấp kinh em phải biết tòng quyền ý. Anh ơi, em bước chân đi nguyện có hòa ý. Quyền em chẳng dám thay lòng đổi dạ. Tưởng những lung mặn ni lòng hương ý lưỡi. Má kề gối tựa này phun bóng phái biển ni. Anh đây thương bạn sẽ chia nó đói. Em bước chân đi chớ ngại can ý lầm. Đừng than không ruột tầm anh nhì thêm dối sầu tình ngán ý nội chia đôi. Anh đành lòng sao chẳng đoái đến bạn nì y hiền y. Em chẳng dám quên nì những nghĩ phiền đôi lứa. Tưởng những hôm chiều đông tựa cửa ngao ngán thay cành nghề vợ xa chồng. Hết ni hạ sang ni đông nghề lẻ loi cô phòng. Tuổi xuân ni mòn ni mỏi đầy ngóng ni mai chồng. Trăm mì năm chút nghĩa đèo bồng xa xôi ai có thấu ý lời trăm mì. Chia tay đôi ngả xa nhau đôi nơi. Xa tiếng xa người lệ sâu đầy vơi. Giữ áo đi biển anh nhì trông mê nàng hòa vui. Kể sao xiết nỗi ngậm quyền ni làng ghi nhớ lấy lời trầm yên y y kinh. Giọng trường thời thân ni gái bồn bì mình
mỗi sầu sẽ nở, gánh nhớ tình chia nhìn ý đôi ngõ trống quanh hình bóng ai đã khuất đi luống mừng đi khuôn đi như mắt đi lặng đi ý vàng vâng và thay mặt cho sản phẩm thông minh A Châu xin kính chúc hai bạn luôn luôn hạnh phúc và gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào số sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều.